truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tôi sẽ đặt cọc trước cho cô một ly, rồi từ từ nói chuyện. Ok. Đồng ý. Hộp vô. Đó. Cho tôi một ly trà sữa, bánh lăng, trân châu phô mai 50% đá cho cô gái này. Ok. Xin lỗi. Gì? Quán tôi không phục vụ cho cô gái này. Ủa, tại sao? Ủa? Ghê. Tôi nè. Ghê quá. Ghê gì mà ghê? Cái gì kỳ vậy? Chủ quán đâu? Chủ quán. Chủ quán. Tôi chủ quán đây. Tại sao kỳ vậy? Tại sao không phục vụ cho khách vậy? Thì tôi làm chủ quán mà. Tôi muốn bán ra tôi bán. Mà điều đầu tiên tôi làm á, đó là tôi không có bán cho con nhỏ này. Tôi không thèm uống nữa. Tôi đi về á. Khoan, ngồi xuống để tôi giải quyết. Vậy thì nếu như tôi order được không? Riêng ông thì được rồi. Order đi, tôi còn giảm 1% cho ông nữa đó. Được. Vậy thì cho tôi một ly trà sữa, bánh lăng, trân châu phô mai 50% đá. Ok. Dạ, sữa của anh đây. Cảm ơn nha. Nè, uống đi. Cảm ơn anh đã mời trà sữa tôi nha. Trời ơi, nhìn cái vẻ mặt của Quỳnh Nga tức điên lên. Tôi cứ nhớ lại đó là tôi sướng quá trời luôn vậy đó. Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi làm như vậy á là tôi muốn dạy cho Quỳnh Nga một bài học. Với lại tôi không muốn cô á cứ tối ngày mặc cảm như vậy bề ngoài của mình. Tôi với cô tuy là không có thân lắm, nhưng mà tôi á, cái bản tánh của tôi á là tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ cho những người yếu đuối hơn tôi. Tôi á là chỉ có lực sĩ với lại cậu của tôi là bảo vệ tôi à. Bởi vậy tôi sợ mất hai người đó lắm. Ê, vậy thì làm quề với lực sĩ đi. Không. Ê, ê, cô uống ly trà sữa của tôi rồi mà. Ê, ê. Đó là daddy của Quỳnh Nga đó. Nước mới uống nè. Thank you.
Ông ta tính làm gì tiếp đây? Rồi ông ta sẽ làm gì mình? Người ta 70% cơ thể là nước, còn 70% cơ thể tao giờ là trà sữa rồi đó. Ủa Nga, hôm nay là hẹn quán trà sữa nữa hả? Mà ba nuôi chưa đòi lại quán hả? Ba nuôi gì? Tào lao, biết tay tôi giờ đó. Tôi thích thì tôi nói đó, là sao? Dừa. Anh nói nghe nè, dạo này á, không biết có cái ông nào kỳ lạ lắm, ông cứ đi theo tôi hoài, tôi không biết để làm gì á. Hả? Có người đi theo mình nghe hả? Có phải là cái ông hôm trước ở trong quán trà sữa mà ngồi ngay góc quán, mặc cái áo mưa, đeo mắt kính đúng không? Đúng rồi đó, ông không biết nữa hả? Tôi thấy nhưng mà tôi nghĩ đó là ba nuôi của mình ngay chứ. Ba nuôi cái gì? Tụi la không làm gì có ba nuôi. Thì bây giờ tạm tin vậy đi. Nhưng mà nói nghe nè, tụi mình là bạn của nhau thì không được quyền giấu giếm nhau, cái gì cũng phải thật thà nha chưa? Nga, sao mà bà đá tôi vậy? Ai biểu sầm sầm bà láp chi? Thôi đi. Gì vậy? Nghe. Gì? Tôi có cách giúp bà nè. Hay là bây giờ á, mình nhờ Đức Lợi mê hoặc ông ta đi. Cái gì? Kính sẵn rồi, không làm phép thuận đổi với ta được đâu cô bé. Cái gì vậy? Ê, đứng lại đó, ông làm cái gì bạn tôi vậy hả? Ông lại. Ê, mày có sao không? Không sao đâu, mày vô đi. À, đau quá. Nhanh lên đi. Đâu giúp mình Nga đi. Thôi không được đâu, ghê lắm. Trời, mấy ngày nay đi theo dõi mình Nga đúng không? Còn đứng đó làm gì nữa? Giữ lúc lại. Tôi biết rồi. Tiếp tục. Ý cái đồ ăn. Đồ tôi ăn, cứ đem đồ ăn cho ông nè. Mà không có phần của ông đâu. Gớm, tôi đang no, tôi giả bộ tôi giỡn, tôi tính no muốn chết, tôi đang giảm cân. Tôi uống nước detox, tôi không có ăn nữa đâu. No rồi. Thì tôi cũng đâu có đem đâu mà ăn. Ai thèm. À quên nói vậy thôi chứ có hai phần nè. Không, thật ra có một phần à, một phần ở dưới là cơm, còn ở trên là đồ ăn. Thiệt mà. Thôi đừng có giận, ăn chung. Không, tôi không có ăn. Tôi no rồi, tôi nói tôi đang giảm cân, tôi uống nước detox. Ủa, mà hôm nay á lịch nhiều không vậy? Nhiều sao không nhiều, làm không có thời gian nghỉ ngơi luôn á. Ê, hay là cuối tuần này á mình rảnh á mình đi chơi đi, mình đi hội chợ. Được á, lâu rồi tôi cũng mua đồ. Tôi không có cho bà đi đâu. Mà hên quá có Thiên Tục đi với tôi. Thôi được rồi, đi chung. Không đi chung đi, tôi đi với Thiên Tùng nè. Thì bà đi chung với tôi. Bữa nay tôi bận rồi, tôi bận tôi đi tập thể dục cho tôi giảm cân. Vậy thì càng khỏe, cái gì hai mình đi chung nha. Nhưng mà ông cũng phải đi chung với tôi. Thôi hai đứa mình đi chung được rồi ha. Không, nhưng mà phải đi chung với nhau mới vui. Nói chung là hai mình đi. Ừ. Rồi vậy thôi, mọi người nói chuyện nha, tôi đi về á. Bye nha. Ai thì máy bay đâu, đi về, tự đi về đi, ai tiễn. Đi cẩn thận nha. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.